Nếu mà là đã đi ngủ như này, bỗng dưng em lại nhớ chị Mỹ Tâm. Ví dụ đây là cái gối. Còn em cái đoạn ngủ dậy mọi người nhớ không nào? Đang ngủ nhá. Được. Đang ngủ này. Chị dậy này. Điều mình nói đúng cũng thành sai. Nếu người ta không còn nữa, mình làm gì thì cũng không phải. Đã hết yêu rồi, đúng cũng thành sai. Lại một lần nữa. Vào rồi. Nào, lại là. Lại. Nếu. Hai, ba. Nếu người ta đã nghĩ họ đúng, điều mình nói đúng cũng thành sai. Nếu người ta đã không còn nhiều quá vậy. còn lát tiếp hộ cái đó thôi. Làm gì thì cũng không phải. What? Bà hà nốt để cho xong. Đã hết yêu rồi, đúng cũng thành sai. Ôi trời ơi. Sao chị Mỹ Tâm chuyển từ bên này qua bên này? Trời ơi. Chị Mỹ Tâm xây dựng. Không biết là Mỹ Tâm nữa rồi. Có cái cảnh mà hai người ngồi cạnh nhau đó. Đây. Vào luôn. Nếu người ta đã nghĩ họ đúng, điều mình nói đúng thành sai. Nếu người ta đã không còn rồi, tay mình để lên mình làm gì thì cũng không phải. Anh ngủ nhau. Còn yêu thì sẽ luôn nhẫn nại, cho dù ai đang sai. Tụi mình đây nha. Đã hết yêu rồi, đúng cũng thành sai thôi.